để đảm bảo là mình không có hề ăn gian ở về cái vụ mà subtitle nè, mình có ẩn gì đó không thì mình ở đây nè, không hề hiện ra, có nghĩa là đây là file sub cứng rồi. Đó, cái này do mình xài cái preset là very fast thì nó nghe vậy nè, mấy bạn xài Medium thì sẽ khá là ổn. Hey, yo. Chào mừng 500 anh em đã trở lại với kênh MMT Gonji Test của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về Subtitle Edit. Đây là video về ghép hát sub phụ đề dễ hơn cả Megui. Bây giờ mình mở Subtitle Edit lên nha. Facebook của mình là facebook.com/mmtgo, YouTube là MMT Gonji Test. Ưu điểm của tool Subtitle Edit này khi ghép sub là tool tự động tối ưu cài đặt khi encode, dành cho người chẳng biết gì về máy tính cũng xài được. Nhược điểm cũng như Megui chỉ dùng CPU, còn nếu muốn nhanh có nhiều filter nên dùng VidCoder và cần phải có một card màn hình mạnh. Với người ít kinh nghiệm về IT thì cứ mua card màn hình có VRAM 4GB là đủ. RAM là ở đây là RAM của card màn hình nha, không phải RAM của máy tính đâu. Rồi. Bây giờ mình Ctrl N để mà làm mới luôn nha, làm lại từ đầu nha. Mình mở phụ đề lên. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Effect nè, 20GB. Rồi, mình mở video. Mình control, nếu không hiện ra cái video thì Ctrl Q nha. Ctrl Q. Bây giờ mình mở video. Video ở đây mình sẽ mở video nào mà chưa có phụ đề. Đây, mình mở video này nha. Như đã thấy, video này không hề có phụ đề. Mình chọn video này. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Tôi thấy thành. Sau khi đã kiểm tra thấy hiệu ứng chạy lung linh huyền ảo rồi, ok rồi thì vào video nha. Ghép sub. Generate video with burn in sub. Burn in có nghĩa là ghép cứng vào luôn á. Kiểu như cái từ burn á dành cho mấy người hay ghi ghi đĩa CD hoặc là DVD. Thì burn ở đây cũng giống vậy á, burn. Theo cái nghĩa gốc của nó là đốt cháy. Còn này chắc là ghi vào video. Chúng ta sẽ thấy first right to left, cái này không cần. Cái này như là dành cho những ngôn ngữ cái chữ nó chạy từ phải qua trái, còn mình là trái qua phải thì không cần. Encoding chọn libx 264. 264 là giống như H264, H265 nè. Thì 264 thì sẽ nhanh hơn, mà cái dung lượng sẽ nhiều hơn. Dung lượng video á, còn 265 thì dung lượng video nó thấp hơn, nhưng mà nó xử lý lâu hơn. Reset chọn medium nha, medium dành cho máy nào mà mạnh, còn yếu thì mình chọn faster. Mình càng từ medium là chuẩn nè, càng lên á thì nó càng nhanh, mà nhanh thì đồng nghĩa với video nó không có mượt lắm. Ở đây mình chọn very fast cho nó nhanh. Còn CRF trong khoảng mắt người nhìn thấy được thì 18, theo mình là 18 là có lẽ là đẹp nhất. Khoảng 18 đến 22 là nên khoảng này là tốt nhất nè. Từ 22 đến 25, 26 là khoảng trung bình. Còn từ 27, 28 là bắt đầu nhìn thấy nó nhòe nhòe đó. Thì mình sẽ chọn 20. Mình chọn 22 nha. Còn độ phân giải thì 1280 x 720. Tùy video, nếu mà dưới 720 á, dưới 720 thì cỡ 480 nè. 480 có nhiều tùy chọn. Twin for cái này là chọn phim nha. Với video mà người đóng không phải là anime thì chọn phim. Encoding thì nếu như mà muốn giữ cho âm nhạc sắc nét thì chọn copy, còn không thì chọn AAC và chọn 48.000 hoặc là 44.000 mốt tùy vào cái
cái sample array gốc của cái này gọi là cái mẫu cái gọi là ta sample array mình quên nó gọi là gì à? Theo như Microsoft là tốc độ lấy mẫu và số lượng mẫu trên đơn vị thời gian, nghĩa là cái này nó càng cao thì càng âm thanh càng tốt. Nhưng mà bạn nào mà đang 4001 là video gốc, cái âm thanh gốc thì mình có lên nữa cũng không có được gì, cứ để copy được rồi. Rồi bắt đầu nha. Generate. À trước khi bắt đầu ở đây nó có phần chú ý Advanced Substation Alpha là file ASS Styling will be used. Có nghĩa là những cái kiểu ở trong văn bản dụ màu mè nè, rồi kiểu như là default mặc định nè, rồi karaoke hangul này đó, tất cả những cái mặt đó sẽ được dùng hết luôn. Rồi generate nha, generate là bắt đầu nha. Mình sẽ ghi cái file là finish. Ở đây mình đã tạo cái file finish rồi thì mình xóa nha. Shift delete permanently delete nghĩa là xóa vĩnh viễn nè. Giờ mình tạo cái file đó nha, mình chọn mp4, thường mp4 là file chuẩn thì mình save lại nha. Mình F5 lại để mất cái file finish đó, coi nó mất chưa. Mất rồi. Finish. À, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nếu mình chọn là nãy là very fast thì nó khá là nhanh, còn medium sẽ chậm, mà chậm thì nó sẽ nét hơn. Ở đây mình làm nháp thôi. Ui, đau quá. Làm cái gì cũng có dụng cụ bảo hộ sức khỏe. Cái này mình hay dùng cho mẹ mình. Lưng, cổ, chân, tóm lại tay cũng được nữa. Rồi. Cái nãy mới là pass 1 thôi, có nghĩa là nó encode lần 1 để lấy cái mẫu. Rồi lần 2 sẽ encode cho nó nét hơn. Ở đây đang là phiên bản 3.6.3 thì sẽ có những chi tiết khác như vậy nè. Trong khi cái phiên bản 3.6.2 chỉ có mỗi cái phần hai cái ô để chọn thôi, mà không nhớ là gì mà nó khá là sơ sài. Còn lần này thì có thể chọn chi tiết được giống Megu rồi, mà nó đơn giản. Rồi, mở thêm một chứa nha. Finish, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Finish, đây. Để đảm bảo là mình không có hề ăn gian về cái vụ mà subtitle nè. Mình có ẩn gì đó không thì mình... Ở đây nè. Không hề hiện ra, có nghĩa là đây là file sub cứng rồi. Đó, cái này do mình xài cái preset là very fast thì nó nghe gì nè. Mấy bạn xài medium thì sẽ khá là ổn. Để tới cuối video nha. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vui lòng subscribe kênh MMT Gonzi Test trên Facebook, trên YouTube hoặc là facebook.com/MMTGo. Nếu như mà thấy video này hữu ích. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao mình có hơn 1.000 người đăng ký, nhưng mà tại sao video thì chỉ có vài người comment hoặc là vài like vậy. Hồi trước mình đăng mấy cái nhạc của Inazuma Eleven, đa số là fan nước ngoài á, người ta gọi lên ta thích người ta subscribe để theo dõi mấy cái video mình đăng lên, mà giờ bị dính bản quyền YouTube kêu xóa nên mình phải xóa rồi. Mình sẽ backup lại và đăng lên Facebook. Bữa nào mình sẽ tung bom lên Facebook MMT Gonji Test để các bạn xem thử hồi đó mình làm thế nào nhé. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại.